Nếu quý vị từng mua sổ số, số kiểu Mỹ của Vietlot trong thời gian từ đầu tháng 1 năm 2017 đến nay thì nên kiểm tra lại bởi rất có thể quý vị đang là chủ nhân của giải thưởng hàng chục tỷ đồng mà không biết. Đơn vị phát hành vừa cho hay là đến nay vẫn còn 3 người trúng thưởng tổng số tiền 127 tỷ đồng vẫn chưa đến nhận giải mà nguyên nhân có thể là do họ không biết là mình đã trở thành tỷ phú và thời hạn nhận giải thì cũng đã sắp hết. Nhiều người đặt câu hỏi là nếu người trúng giải không lĩnh số tiền đó thì số tiền hơn 100 tỷ đồng này sẽ đi đâu? Theo thống kê của công ty sổ số, số Vietlott, thì kể từ ngày triển khai sản phẩm Mega 6 trên 45 thì đã có 14 người trúng giải đặc biệt Jackpot. Tuy nhiên đơn vị này mới chỉ trao thưởng được cho 11 khách hàng và vẫn còn 3 người chưa xuất hiện để nhận giải. Đó là những khách hàng trúng giải tại các kỳ quay số ngày 11 tháng 1, 29 tháng 1 và 13 tháng 2 với tổng giá trị giải thưởng khoảng 127 tỷ đồng. Theo quy định thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng giải là 60 ngày kể từ ngày thông báo kết quả. Như vậy có trường hợp trúng số đã gần 1 tháng mà vẫn chưa đến nhận thưởng. Cụ thể người may mắn nhất vào ngày 11 tháng 1 thì hiện chỉ còn 33 ngày để nhận số tiền tỷ của mình. Trong trường hợp 3 tấm vé số trúng hơn 127 tỷ đồng không có chủ nhân thì số tiền này sẽ được công ty sổ số Vietlott chuyển thành một mục doanh thu khác của doanh nghiệp và điều này thì đã được nêu rõ trong quy định về kinh doanh xổ số. và như vậy thì có thể hiểu được rằng là nếu không có người đến nhận thưởng thì số tiền hơn trăm tỷ đồng kia sẽ thuộc về Vietlott có đúng không ạ? Đúng ạ. À, Nhiều người vốn đang băn khoăn về tính minh bạch sổ số, số kiểu Mỹ, bây giờ lại càng có thêm cơ sở để nghi ngại rằng doanh nghiệp vẫn có thể bịa ra người trúng giải và rồi nhận lại số tiền đó à, nhất là trong bối cảnh thông tin về người trúng số không được công khai như hiện nay. Tất nhiên thì đó cũng chỉ là nghi vấn mà thôi bởi vì thực tế thì từng có không ít trường hợp trúng số mà không biết do họ quên mất hoặc là họ chưa tìm được cái tấm vé trúng thưởng của mình vì ví dụ như là vé đã bị hư hỏng này hoặc là vì uh, chúng ta nhét vào trong túi quần túi áo rồi chẳng may giặt thì lại làm hỏng mất. chứ rất ít có trường hợp cầm trong tay cái vé số độc đắc hàng chục tỷ mà lại chậm trễ đi nhận thưởng bởi vì đêm dài thì lắm mộng đúng không? Dạ vâng thực tế là có nhiều người mua vé số như một thói quen hàng ngày để mỗi ngày có thêm một niềm hy vọng để chờ đợi cơ hội được đổi đời. vì thế mà đôi khi họ cũng quên mất uh, <laughs> là họ đang giữ tấm vé số đó và đối chiếu với kết quả sổ số, số và đương nhiên là mình không biết đã trúng thưởng nếu không hành động là đi soi uh, kết quả có đúng không? Dạ, ạ? ra là trên thế giới cũng đã khó, có khá nhiều những câu chuyện bi hài liên quan tới việc trúng số độc đắc như vậy. Như là tại Mỹ chẳng hạn vào năm 2011 thì một phụ nữ đã nhặt được từ sọt rác một chiếc vé số trúng giải lên tới 1 triệu đô. Hay là năm 2013 thì cũng có một người đàn ông 27 tuổi tại Mỹ đã lượm được từ đống rác một tờ vé số trúng thưởng cũng là 1 triệu đô. Biết đâu 3 tấm vé số trúng hơn 120 triệu, 20 tỷ kia thì cũng đang nằm ở một đống rác nào đó.